Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống. Bởi vì đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện đớn hèn bị mọi người khinh bỉ. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Hôm nay chúng ta cùng trở lại với lại kênh Safari Investment với chủ đề là mỗi tuần một chuyên gia. Thì ngày hôm nay chúng tôi rất vinh dự được mời tới chương trình ngày hôm nay, đó chính là ông Võ Văn Huy, là founder của Phụng Sự Đầu Tư với kinh nghiệm đầu tư trên 10 năm. Xin chào mọi người. Thì phần đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật tình hình vĩ mô quý 2. GDP quý 2 tăng trưởng mạnh hơn kỳ vọng với mức tăng đạt 6,9% so với lại cùng kỳ. GDP 6 tháng đầu năm vẫn duy trì đà tăng trưởng đạt 6,4% so với lại cùng kỳ, và nửa đầu năm 2023 vừa qua là tăng 3,8% so với lại cùng kỳ. Giải ngân FDI tiếp tục tăng trong tháng 6, tăng 9,3% so với lại cùng kỳ, đạt 10,84 tỷ đô la trong nửa đầu năm. Tổng vốn FDI đăng ký, góp vốn và mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng 13,1% so với lại cùng kỳ năm trước, đạt gần 15,2 tỷ đô la trong 6 tháng đầu năm. Đáng chú ý, vốn FDI đăng ký mới tăng 46,9% so với lại cùng kỳ, đạt gần 9,54 tỷ đô la trong nửa đầu năm. Và vốn FDI đăng ký bổ sung tăng ấn tượng trong tháng 6, tăng 187% so với lại cùng kỳ, tạo đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm, tăng 35% so với lại cùng kỳ, đạt 3,95 tỷ đô la. Trong nửa đầu năm, xuất khẩu tăng 14,5% so với lại cùng kỳ và nhập khẩu tăng 17% so với lại cùng kỳ, hồi phục trở lại sau khi giảm so với lại cùng kỳ vào năm 2023 lần lượt là âm 4,6% và âm 9,1% so với lại cùng kỳ, với thặng dư thương mại đạt 11,63 tỷ đô la nhờ vào sự hồi phục của các sản phẩm chủ lực như máy tính điện tử và linh kiện tăng 28,6% so với lại cùng kỳ, và điện thoại và linh kiện tăng 11,3% so với lại cùng kỳ, gỗ và sản phẩm gỗ 22,2% so với lại cùng kỳ. BMI S&P Global sản xuất Việt Nam tăng mạnh lên 54,7 trong tháng 6, cho thấy sức khỏe của ngành công nghiệp được cải thiện hàng tháng thứ 3 liên tiếp và các điều kiện kinh doanh mạnh lên đáng kể. Số lượng đơn đặt hàng mới tăng tốc với tốc độ nhanh nhất lịch sử, thúc đẩy các công ty tăng cường hoạt động sản xuất và mua hàng, đồng thời tăng số lượng nhân viên lần đầu tiên trong 3 tháng. Doanh số bán lẻ duy trì ổn định trong nửa đầu năm 2024, tăng 8,6% so với lại cùng kỳ, nhưng với tốc độ tăng chậm hơn so với lại nửa đầu năm 2023, với mức tăng trước đó là 11,3% so với lại cùng kỳ. Trong đó, số lượng khách du lịch quốc tế phục hồi cao hơn mức trước đại dịch và đạt 8,8 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2024 và tăng 4,1% so với lại nửa đầu năm 2019. CPI tiếp tục tăng tốc trong tháng 6, tăng 4,3% so với lại cùng kỳ, mặc dù giảm nhẹ so với lại CPI tháng 5 và tháng 4, tăng 4,4% so với lại cùng kỳ. Trung bình 6 tháng đầu năm, CPI và CPI cơ bản tăng lần lượt 4,1% và 2,8% so với lại cùng kỳ, vẫn nằm dưới mức mục tiêu 4-4,5% của chính phủ. Và sau khi quý anh chị được nghe những cập nhật chia sẻ về tình hình kinh tế vĩ mô, thì góc nhìn của quý anh chị như thế nào thì cũng có thể chia sẻ dưới phần bình luận. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe góc nhìn của anh Võ Văn Huy về vấn đề này. Và sau khi quý anh chị được nghe những cập nhật chia sẻ về tình hình kinh tế vĩ mô, thì góc nhìn của quý anh chị như thế nào thì cũng có thể chia sẻ dưới phần bình luận. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe góc nhìn của anh Võ Văn Huy về vấn đề này. Về cái góc độ vĩ mô thì thật ra là Việt Nam mình cũng sẽ không có đi ngược lại cái xu hướng chung của thế giới, đó là mình đang trong một quá trình phục hồi và tăng trưởng trở lại. Thì trong một cái chu kỳ vĩ mô lớn như vậy thì nó sẽ kéo dài thường từ 1 đến 2 năm, thậm chí có thể từ 2 đến 3 năm.
Và tôi tin rằng là cái quá trình đi lên này nó vẫn còn đang tiếp tục, ít nhất là năm nay và cả năm sau. Nhưng mà sẽ có sự thay đổi một tí. Đó là cái sự tăng trưởng này có thể nó sẽ có thay đổi về cấu trúc, tức là khi mà cái giai đoạn khủng hoảng tài chính xảy ra, thì các cái khối ngành kinh tế tư nhân hay là khối kinh tế nước ngoài có vẻ là họ suy yếu đi, thì nhà nước sẽ hỗ trợ bằng cách là thúc đẩy đầu tư công, tức là sử dụng cái khối kinh tế nhà nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cho nên đối với giai đoạn này và cũng như là các quý về sau thì tôi nghĩ là động lực của tăng trưởng kinh tế nó sẽ nằm ở xuất khẩu và tiêu dùng. Đây là những cái nhóm nhóm sẽ gọi là gánh cái tăng trưởng kinh tế, và những cái nhóm ngành mà tôi quan tâm thì cũng sẽ nằm trong cái những cái nhóm về liên quan tới xuất khẩu và tiêu dùng là chính. Và cũng cảm ơn anh Huy đã cung cấp cho chúng ta về cái góc nhìn của anh Huy về kinh tế vĩ mô Việt Nam của chúng ta. Và trong thời điểm gần đây, và đặc biệt đối với lại là thị trường Mỹ, thị trường chứng khoán này đã tiếp tục phá đỉnh và đang là một trong những cái thị trường tăng điểm mạnh nhất trên toàn cầu của chúng ta. Vậy theo góc độ của anh Huy, thì đối với lại chính sách của Fed trong thời gian sắp tới có thay đổi gì hay không mà thị trường chứng khoán ở thị trường Mỹ đang có những sự kỳ vọng khá là lớn như vậy? Đối với sự kiện Fed thì mình sẽ nhìn ở hai góc độ, thứ nhất là đối với nền kinh tế Mỹ và thứ hai là đối với Việt Nam. Thì rõ ràng mà trước cách đây khoảng một tháng trước trở về trước nha, thì có lẽ là gần như các nhà đầu tư họ cũng sẽ không có kỳ vọng việc Fed sẽ hạ lãi suất sớm, do là năm nay là năm bầu cử của Mỹ và đa phần thì theo truyền thống là cứ trước cái thời gian bầu cử sẽ ít có xảy ra những cái thay đổi chính sách lớn. Do đó là gần như nếu mà theo khảo sát thì mình sẽ thấy là các nhà đầu tư ở Mỹ họ sẽ kỳ vọng là sau cái cuộc bầu cử thì Fed mới có những hành động cụ thể. Tuy nhiên gần đây trong khoảng một tháng trở đây thì trong những cái bài phát biểu như những cái động thái mà phát đi tín hiệu thì có vẻ là Fed đang dự định là sẽ có một ít nhất là một đợt hạ lãi suất trước kỳ bầu cử tổng thống Mỹ, và các nhà đầu tư họ cũng đang kỳ vọng như vậy. Đó là lý do tại sao mà cái chứng khoán Mỹ thì mọi người thấy là nó đã vượt đỉnh mọi thời đại khá là xa rồi, và gần đây nữa là Dow Jones cũng tăng khá là tốt. Cho nên bây giờ cái vấn đề ở đây là với cái mức giá hiện tại của chỉ số chứng khoán Mỹ thì họ sẽ có những hành động sau, tức là nếu như Fed họ hạ nhiều hơn một lần hạ lãi suất trước cái kỳ bầu cử tổng thống Mỹ thì có thể chứng khoán Mỹ sẽ còn tăng tiếp, nhưng nếu như là chỉ hạ lãi suất một lần thôi thì nó như kỳ vọng rồi, thì lúc này mình sẽ không thấy cái gì đột biến. Nhưng ngược lại nha, nếu mà động thái của Fed có sự thay đổi, tức là họ quay quay xe, họ vẫn sẽ duy trì cái động thái là giữ nguyên lãi suất này và chờ đợi cái kỳ bầu cử tổng thống Mỹ qua đi thì mới mới hành động, thì có thể đâu đó thị trường chứng khoán Mỹ sẽ phản ứng và phản ứng theo chiều hướng tiêu cực. Còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì mọi người cũng biết là trong thời gian vừa qua thị trường mình đang có một cái vấn đề mà các nhà đầu tư lúc nào cũng phải quan tâm lưu ý, đó là vấn đề tỷ giá. Thì tại sao tỷ giá nó lại neo cao và có khuynh hướng tăng như vậy? Thì một phần là do cái gap lãi suất của Việt Nam và lãi suất Mỹ nó duy trì theo cái hướng là bản thân mình là một cái nước cận biên nhưng mà lại duy trì một cái mức lãi suất cao hơn một cái nước phát triển như Mỹ thì nó lại không hợp lý, dẫn đến là dòng tiền lại có khuynh hướng là rút khỏi Việt Nam về cái nước như là nước Mỹ. Và cái quá trình đó là đã duy trì khoảng 8-9 tháng nay rồi, dẫn đến là càng về sau thì tỷ giá lại càng nóng. Và nếu như mà lãi suất của Mỹ sớm hạ thì nó sẽ đỡ áp lực cho mình, tức là mình không nhất thiết phải tăng lãi suất rồi tỷ giá mình sẽ giảm nó lại. Nhưng mọi người thấy là bữa giờ nếu mà Fed mà có động thái là hạ lãi suất thì tỷ giá mình lại lại ok hơn. Tuy nhiên nếu nếu như mà giống như kịch bản như nãy, tức là Fed họ quay xe, họ không không có hạ lãi suất nữa thì có thể là ở thị trường chứng khoán Việt Nam mình sẽ chứng kiến cái việc là tỷ giá nó lại tiếp tục nóng lên. Còn như kịch bản bây giờ thì mình thấy là khi mà Fed phát đi tín hiệu như vậy rồi thì mình sẽ đỡ áp lực hơn, và lúc này các chính sách điều hành về lãi suất này kia mình sẽ đỡ căng thẳng, mình không phải tăng cái lãi suất lên để mà xoa dịu đi cái áp lực gap lãi suất giữa hai quốc gia. Và cũng cảm ơn anh Huy về câu trả lời rất là chi tiết này. Thì Đông cũng muốn chia sẻ và nhắc lại một chút về một số những cái quan điểm trước đó về câu chuyện tỷ giá. Đó chính là cái thời điểm mà đại đa số thị trường Việt Nam của chúng ta nhập khẩu nhiều nhất, đó chính là thời điểm quý 2 vào các năm. Và cũng từ cái thời điểm quý 2 từ các năm thì qua các năm vừa qua thì tỷ giá của chúng ta đều có một cái mức
nhỉnh hơn so với lại các cái thời điểm quý khác ở trong năm. Cho nên là khi mà anh chị thấy là cái quý 2 vừa qua tỷ giá của chúng ta đang khá là căng, thì bắt đầu sang giai đoạn quý 3 và quý 4 thì cái dấu hiệu, cái áp lực đến từ câu chuyện nhập khẩu cũng đã bắt đầu hạ nhiệt đáng kể. Cũng như một cái tín hiệu tốt mà em đang thấy gần đây anh Huy, cũng như là khoảng tầm tháng 8, tháng 9 năm 2023 cho tới hiện giờ, thì cái FDI đang đổ vào Việt Nam của chúng ta là một trong những cái thời điểm mà nhiều người đang nói là thời điểm lịch sử, mà đây cũng là một cái làn sóng FDI thứ 4, đúng không anh Huy? Đúng rồi. Về vấn đề FDI thì thật ra nó cũng không phải là mới, nhưng mà mình hình dung thế này, đó là trước đây là đã nhiều lần có những cái làn sóng vào Việt Nam, nhưng mà đến cái sự kiện mà 2018 lúc mà chiến tranh thương mại xảy ra thì giữa Mỹ và Trung Quốc có những cái mâu thuẫn khá là căng thẳng, thì nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu có khuynh hướng là chuyển dịch công xưởng từ Trung Quốc sang các nước lân cận, và trong đó Việt Nam là một trong những lựa chọn. Rồi thêm cái lần đại dịch nữa thì Trung Quốc họ thực hiện cái zero covid, dẫn đến là họ cấm cản các hoạt động giao thương với nhau á, thì các doanh nghiệp càng quyết tâm hơn trong việc là họ phải có một cái quốc gia khác backup cho Trung Quốc, gọi là chiến lược Trung Quốc cộng một đó. Thì Việt Nam may mắn là mình cũng là một quốc gia kề cận bên Trung Quốc, thứ hai là mình có lợi thế về nhân công với cái chi phí tương đối rẻ, rồi các cái chi phí về sản xuất cũng là không phải là quá cao, dẫn đến là nó là cũng một lựa chọn khá là tốt cho các doanh nghiệp họ chọn cái điểm đến. Dạ, cảm ơn anh Huy về câu trả lời này. Thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một cái phần khá là quan trọng, đó chính là những doanh nghiệp nào sẽ hưởng lợi trong cái báo cáo tài chính quý 2 này, cũng như nhìn về dự báo của cuối năm 2024. Đối với giai đoạn cuối năm, thiệt ra nếu mà xét ở góc độ ngành á, thì mình vẫn đang cố gắng là thu thập thêm dữ liệu và các cái thông tin báo cáo tài chính để xác định là những cái ngành nào thật sự tiềm năng. Bây giờ thì mình vẫn đang follow gọi là những cái cổ phiếu riêng lẻ, những doanh nghiệp đơn lẻ hơn. Tuy vậy thì trong cái danh mục theo dõi mình vẫn có một số ngành nhất định để mà mình sẽ tiếp tục thu thập thêm thông tin. Ví dụ như là ngành phân bón hóa chất, thì ngành này hiện tại là có một số thông tin cũng khá là hỗ trợ. Ví dụ như vấn đề về Trung Quốc họ siết chặt cái xuất khẩu phân bón, thì dẫn đến là cái cơ hội cho các cái nước khác có cái nguồn cung phân bón bù vào. Thứ hai nữa là ngành này thì cũng đang được đề xuất thuế VAT 5%. Trước đây thì ngành phân bón là không có cái VAT, cho nên dẫn đến họ không được khấu trừ cái thuế VAT đầu vào á. Thì khi mà được áp cái thuế 5% này thì họ sẽ được khấu trừ một cái phần thuế khá lớn. Có nhiều doanh nghiệp là một năm họ có thể thu được cái phần này lên tới là từ 200 đến 300 tỷ, ví dụ như là Đạm Cà Mau hay là Đạm Phú Mỹ chẳng hạn. Thì nhìn chung là hiện tại cái báo cáo tài chính ra thì cũng chưa đầy đủ lắm, nhưng mà một số cái doanh nghiệp đã ra về ngành này, ví dụ như là LAS hay là DDV, thì họ cũng cho thấy cái số liệu kết quả kinh doanh là tương đối khả quan. Thứ hai nữa là liên quan tới ngành bán lẻ, thì như vừa rồi mình cũng trình bày, đó là động lực tăng trưởng trong giai đoạn này cũng như sắp tới nó sẽ liên quan tới xuất khẩu và tiêu dùng. Thì trong đó cái ngành tiêu dùng mọi người cũng sẽ thấy là năm 2023 là một cái năm rất là thấp điểm, và hầu hết các doanh nghiệp bán lẻ, ví dụ như là MWG, DZ World hay là BET, FRT, thì doanh số của họ là tương đối thấp. Như vậy thì năm nay chỉ cần họ có sự phục hồi thôi thì cũng tạo ra một cái mức tăng trưởng rất là vượt bậc rồi. Cụ thể là trong cái sự tăng trưởng này không hẳn là bây giờ nó mới bắt đầu xuất hiện, mà từ quý 1 2024 mọi người nhìn vào báo tài chính cũng thấy là MWG bắt đầu có một cái quý tăng trưởng rất mạnh so với cùng kỳ. Thì cùng kỳ họ có một cái số lợi nhuận tương đối bé, thì bây giờ là chỉ cần trở về khoảng một nửa cái thời kỳ đỉnh cao của họ thôi thì mức tăng trưởng nó rất là cao rồi. Và cái sự tăng trưởng này ít nhất cũng sẽ kéo dài thêm 3 quý nữa, tức là từ quý 2 2024 rồi đến quý 3 và đến cái quý cuối cùng của năm nay. Đó là ngành bán lẻ. Ngoài ra thì trong cái ngành bán lẻ nó có một cái điểm mọi người cần lưu ý nữa, đó là cái việc mà thuế VAT duy trì, tức là trước giờ là mình thu 10% và trong cái giai đoạn khó khăn thì mình giảm về 8% để hỗ trợ doanh nghiệp, đúng không? Thì bây giờ là sẽ tiếp tục được gia hạn cái thuế 8% này cho tới hết năm nay, thì nó cũng sẽ phần nào kích thích tiêu dùng của người dân với các sản phẩm. Ngoài cái ngành này ra thì còn một số ngành khác, ví dụ như là đối với ngành bất động sản khu công nghiệp, thì mặc dù ngành này nền của năm ngoái cũng tương đối cao, tuy nhiên là chúng tôi vẫn đánh giá cao ngành này bởi vì dòng vốn FDI vẫn đang khá là tốt, và mức tăng trưởng có thể là nó khác với ngành bán lẻ ở chỗ là bán lẻ là tăng trưởng so với nền thấp, nhưng mà ngành bất động sản công nghiệp sẽ là tăng trưởng trên nền cao. Và như vậy mọi người cũng sẽ phải cân nhắc cái việc là các cái cổ phiếu ngành bất động sản công nghiệp có điều chỉnh có về mức giá hấp dẫn thì mình sẽ có thể đầu tư được, nhưng mà nếu mà nó ở vùng giá quá cao thì phải cân nhắc rất là kỹ. Ngoài ngành này
thì nó sẽ có thêm cái ngành về dịch vụ hàng không. Đối với ngành dịch vụ hàng không thì mình sẽ tập trung vào dịch vụ, tức là mình sẽ loại bỏ những cái thằng vận tải hàng không, tại vì đối với ngành vận tải hàng không thì mình cũng không thực sự am hiểu lắm về ngành này, và đa phần các cái ngành, các doanh nghiệp trong ngành vận tải hàng không là vẫn còn đang lỗ lũy kế, nên mình sẽ không tự tin về mặt tài chính của các doanh nghiệp lắm. Nhưng mà đổi lại, các doanh nghiệp làm dịch vụ về hàng hóa hay là quản lý sân bay thì họ có nền tảng tài chính tương đối tốt, tức là tiền mặt nhiều và không có vay nợ. Và hiện tại một số doanh nghiệp, ví dụ SCS, họ làm về dịch vụ hàng hóa thì là được đang hưởng lợi về cái bùng nổ thương mại điện tử. Xu hướng tiêu dùng Việt Nam bây giờ là thương mại điện tử ngày càng chiếm tỷ trọng cao so với các loại hình thương mại truyền thống. Thứ hai nữa là SCS thì họ cũng là giành được một số khách hàng lớn từ các đối thủ cạnh tranh nhờ cái việc mà công suất họ được mở rộng. Thì đó là một số cái nhóm ngành cũng như là một số doanh nghiệp mà mình thấy rằng là có cái triển vọng trong cái thời gian hiện tại cũng như là thời gian sắp tới. Thì cũng cảm ơn anh Huy. Thì Đông thì cũng muốn bổ sung một cái điểm đối với lại cái vấn đề hồi nãy về cái vấn đề giảm thuế VAT của chính phủ mà anh Huy vừa có chia sẻ. Thì quý vị khán giả cũng nên là tập trung vào và nghiên cứu kỹ là những mặt hàng nào được giảm 2% VAT, chứ không hẳn là toàn bộ được giảm. Và một cái ngành mà có lẽ ở trên sàn chúng ta thấy là kinh doanh nhiều nhất, nó liên quan đối với lại là ngành ICT, tức là đối với lại những cái thiết bị như là laptop nè, TV, tủ lạnh nè, thì đối với lại những cái mặt hàng này thì thuế 2% VAT sẽ không được áp dụng. Cho nên là chúng ta nghiên cứu thì mình cũng nên chi tiết một chút. Theo anh Huy thì cái vấn đề này nó có hợp lý không ạ? Vấn đề đó là mọi người nên cân nhắc ha. Thì nó sẽ tác động vào những cái mặt hàng cụ thể, ví dụ như đối với trường hợp của MWG thì mình sẽ nghĩ là Bách Hóa Xanh nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn. Và cũng nhân ngày hôm nay thì cũng mời được anh Huy tham gia chương trình của chúng ta. Thì Đông cũng muốn là lấy một cái câu hỏi mà quý khán giả của chúng ta rất là quan tâm, mà trước đó Đông cũng đã có chia sẻ cho anh chị về cái vấn đề này. Đó chính là luật đất đai năm 2024 sẽ được áp dụng vào ngày 1 tháng 8 năm 2024. Thì dưới góc nhìn của Safari thì cũng có nhiều quý vị anh chị khán giả cũng sẽ đặt ra câu hỏi là liệu đối với là một chuyên gia khác thì có góc nhìn giống với là Safari hay không. Thì chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe quan điểm của anh Huy về cái vấn đề này. Ok, đối với ba cái luật về bất động sản bao gồm luật nhỏ, luật đất đai và luật kinh doanh bất động sản vừa được thông qua và được sớm sẽ áp dụng thì nó cũng thực ra giữa cái vấn đề về luật và sau đó áp dụng vào thực tế nó sẽ còn trải qua rất là nhiều thứ, bao gồm các nghị định rồi các cái văn bản dưới nghị định hướng dẫn các cái chi tiết thực hiện cái luật như thế nào. Tuy nhiên nếu mà xét ở góc độ là nhà đầu tư chứng khoán và các cổ phiếu chứng khoán nên biết thì nhìn nhận như thế nào, thì rõ ràng là cái giai đoạn mà cuối năm 2022 trở về sau thì có rất nhiều cổ phiếu bất động sản đã có sự phục hồi về giá rất là tốt, đúng không? Nhưng mà theo mình đánh giá đó, cái sự phục hồi đó là đi quá nhanh so với cái cơ bản của doanh nghiệp, tức là rõ ràng từ cái giai đoạn đó tới thời điểm hiện tại là gần 1.5 năm rồi, và mình nghĩ là khoảng hơn 90% các doanh nghiệp bất động sản vẫn chưa có sự phục hồi nào đáng kể trong hoạt động kinh doanh, nhưng mà giá cổ phiếu thì đã tăng nhiều. Đó là lý do tại sao mọi người thấy là giai đoạn hiện tại khi mà các cái luật mới được thông qua thì giá cổ phiếu các bất động sản lại cắm đầu, trong đó là những cổ phiếu phá đáy như là Novaland, Phát Đạt, rồi DG hay là Đất Xanh. Nó không hẳn là đến từ việc là luật này ra thì nó lại gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành, nhưng mà phần lớn là nó lại liên quan tới cái việc là các doanh nghiệp này chưa có đủ cái sự phục hồi mặt cơ bản so với định giá của nó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đối với luật này thì nó sẽ tạo ra sự phân hóa giữa các doanh nghiệp. Nếu mà các doanh nghiệp có cái nền tảng tài chính mạnh, làm trước giờ họ làm gọi là có pháp lý rõ ràng và bài bản, thì sau khi luật này được áp dụng nó lại là điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp này giành thị phần và làm được cái dự án tốt. Ngược lại, các doanh nghiệp mà trước giờ họ tài chính tương đối yếu, vay nợ nhiều và quá trình làm kinh doanh bất động sản có nhiều cái kẽ hở, tức là liên quan tới pháp lý, thì có thể là họ sẽ gặp khó khăn trong một cái giai đoạn tương đối dài để mà họ thay đổi cái mô hình làm việc cho phù hợp với những cái quy định của luật mới. Và câu trả lời của anh Huy cũng rất là chi tiết, cũng đã chia sẻ cho quý anh chị. Thì Đông cũng muốn nhấn mạnh một số điểm thôi. Thì cũng trước đây chúng ta cũng đã cùng trao đổi với nhau, để mà khi có luật mà để áp dụng vào đời sống thì thường những cái giai đoạn sau khi thay đổi luật bất động sản thì mình cũng lấy một cái thời điểm, đó chính là năm 2013. Thì cũng phải sau 2 năm đó thì bắt đầu thị trường bất động sản mới thực sự ấm dần lên trở lại. Còn trong cái thời điểm vừa qua thì anh chị thấy cũng có một số khu vực như là các thành phố trung ương lớn cũng đã bắt đầu có hiện tượng là ấm dần trở lại, nhưng nó chỉ phục vụ cho nhu cầu thực, không phục vụ cho nhu cầu đầu cơ hay là nhu cầu đầu tư.
Cho nên là trong bối cảnh hiện tại thì với những cái câu trả lời của anh Huy thì chúng ta cũng đang thấy được toàn ngành bất động sản có một cái sự phân hóa tương đối lớn đúng không anh? Vậy theo anh thì trong cái thời điểm hiện tại thì từ đây cho tới cuối năm thì có một trong những cái doanh nghiệp nào bất động sản mà anh đang đánh giá là có tiềm năng đầu tư và anh có thể chia sẻ cái cơ hội đó tới với lại quý khán giả đang xem không ạ? Đối với ngành bất động sản, nếu mà mọi người lựa chọn cơ hội đầu tư thì mọi người cần lưu ý hai cái đặc điểm chính sau đây. Thứ nhất là nên chọn các doanh nghiệp bất động sản có tài chính tốt, tức là họ ít vay nợ, nếu mà càng không có vay nợ thì càng tốt, thì để đảm bảo là cái vấn đề liên quan tới đạt được những tiêu chuẩn về mặt pháp lý. Thứ hai nữa là liên quan tới vấn đề về mặt kinh doanh, tức là doanh nghiệp bất động sản mà thật sự mà muốn gọi là có một cái sóng thì nó sẽ phải có dự án mở bán trong ngắn hạn là cái thứ nhất. Hai nữa là có dự án hạch toán doanh thu lợi nhuận. Thì nếu mà đạt được những tiêu chuẩn này á, thì mình sẽ thấy là mặc dù là các doanh nghiệp bất động sản rất là nhiều, nhưng mà để đạt được tiêu chí này thì đâu đó chỉ có một số doanh nghiệp trên đầu ngón tay thôi. Ví dụ như ở phía Nam này thì mình sẽ thấy là có Khang Điền, có Nam Long, hay là ở phía Bắc thì sẽ có Nhà Từ Liêm, có TCH, là những doanh nghiệp mà họ đạt được tiêu chí về tài chính lành mạnh, và thứ hai là có dự án mở bán hay là có dự án được hạch toán doanh thu lợi nhuận. Em thì cũng đồng quan điểm với anh Huy về các doanh nghiệp đó, và cũng là những cái doanh nghiệp mà chúng ta cũng đã từng trao đổi với nhau. Và em thấy là có một số những doanh nghiệp khác với là những cơ hội em chia sẻ cho quý nhà đầu tư đang xem kênh Safari, thì đó chính là doanh nghiệp TCH. Thì anh có thể chia sẻ thêm đôi chút về cái doanh nghiệp này để cho quý anh chị khán giả được nắm không ạ? Về TCH, nếu mà anh chị nào ở khu vực phía Bắc thì cũng biết là TCH là một trong những nhà phát triển bất động sản là tương đối uy tín ở khu vực Hải Phòng. Nếu mà gọi là xếp hạng thì chắc là họ sẽ đứng thứ hai chỉ sau Vingroup thôi. Thì TCH thì hiện tại họ cũng tương đối là có nhiều dự án, và trong năm ngoái thì họ đã mở bán dự án H1, và trong năm nay thì dự án này đã được gọi là hạch toán doanh thu lợi nhuận được 2 quý rồi, và khả năng đây sẽ là một trong những cái dự án mà mang lại nguồn thu chính doanh thu lợi nhuận trong năm nay. Song song với đó thì cuối năm nay, tức là theo kế hoạch thì khoảng tháng 10 năm 2024 thì họ sẽ mở bán dự án H2, tức là tòa H2 của dự án này, và sẽ là dự án mang lại doanh thu lợi nhuận trong năm sau. Đồng thời thì họ còn hai dự án khác gối đầu, đó là dự án Hòn Hy New City và Green River. Thì hai dự án này quy mô nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với H1 và H2. Và theo tính toán của mình thì các dự án này sẽ giúp cho TCH có một cái sự tăng trưởng doanh thu lợi nhuận ít nhất là kéo dài trong vòng khoảng 2 đến 3 năm. Yeah. Thì tiếp nói cái câu trả lời của anh Huy, thì đối với lại TCH thì Đông cũng không phải là một người nghiên cứu quá sâu, nhưng mà một cái luận điểm mà Đông thấy doanh nghiệp này có sự hưởng lợi rất là lớn, thì em cũng muốn là chia sẻ thử cái góc nhìn của em xem anh Huy đánh giá như thế nào. Thứ nhất thì TCH có dự án nằm ở huyện Thủy Nguyên, mà bây giờ cái huyện đó đã được lên thành phố. Thứ hai là dự án của TCH thì lại nằm gần ông trùm bất động sản lớn nhất Việt Nam của chúng ta, đó chính là Vingroup. Thì theo anh thì hai cái đó nó có phải là những cái tác động thêm sau những cái mà anh vừa mới chia sẻ không ạ? Thì như mình nói đó là ở Hải Phòng thì có, nếu mà Hoàng Huy xếp thứ hai thì thằng Vingroup là xếp thứ nhất. Và cái điểm đặc biệt là các dự án của hai cái đại gia bất động sản này thì lại nằm gần nhau. Và như mọi người cũng biết là ở chỗ nào mà Vingroup phát triển bất động sản thì xung quanh đó hạ tầng và cả giá đất này kia nó đều tăng lên rất là nhiều. Và TCH thì cũng nằm trong cái khuynh hướng là họ cũng có sự lựa chọn nhất định đối với cái việc phát triển bất động sản. Và khi mà họ nằm gần Vingroup như vậy thì họ cũng được hưởng lợi về mặt hạ tầng. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái giá bất động sản khu vực mà họ làm nó cũng sẽ gia tăng theo. Bên cạnh đó thì câu chuyện mà Đông chia sẻ là Thủy Nguyên sẽ lên thành phố và chính thức sẽ là năm 2025, thì nó cũng là một phần giúp cho cái việc cư dân sẽ đến đây và sẽ sinh sống, như là cái nhu cầu thực về bất động sản sẽ có. Và em nghĩ khi đã nói, và cũng nãy giờ chúng ta cũng đã nhắc về câu chuyện của Vinhome, Vingroup, thì em cũng muốn lắng nghe, cũng như là quý vị khán giả cũng muốn lắng nghe cái góc nhìn của anh về Vinhome. Bởi vì thật ra ai cũng biết là Vinhome rất tốt, và cái việc họ kinh doanh cho cái việc họ thu được lợi nhuận là cũng rất là cao. Nhưng mà tại sao Vinhome không phải là một trong những cái cổ phiếu mà chúng ta đáng lưu ý? Nếu mà gọi là chia sẻ cái dưới góc nhìn của nhà đầu tư cá nhân á, thì mình nghĩ là những cái cổ phiếu như Vingroup hay là Vinhome nó không phải là những cái cổ phiếu để các nhà đầu tư cá nhân có thể phân tích và đầu tư được. Thứ nhất là bởi vì cái cấu trúc sở hữu nó tương đối phức tạp. Một cổ phiếu như là Vingroup thì họ có ở dưới khoảng vài trăm công ty con, công ty liên kết, và để mọi người có một cái đánh giá toàn diện và chính xác về doanh nghiệp là đều
rất là khó khăn, mất rất nhiều thời gian và thậm chí là mình có thể nói là không thể, bất khả thi. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai nữa đó là trong cái mô hình hoạt động kinh doanh của VinGroup thì mọi người sẽ thấy là Vinhome đúng là một cái doanh nghiệp mang lại doanh thu lợi nhuận rất là lớn, và trong nhiều năm qua là họ liên tục tăng trưởng, liên tục mang lại cái nguồn thu cho cả tập đoàn. Tuy vậy thì VinGroup họ hoạt động trong quá nhiều lĩnh vực, trong đó có những lĩnh vực mà hiện tại đang trong giai đoạn đốt tiền như là VinFast thì mọi người cũng đã biết rồi, còn cái câu chuyện là dự án này có thực sự thành công hay không thì chắc là chỉ có thời gian mới chứng minh được hay thôi. Cho nên là đối với những doanh nghiệp như thế này thì mình đề xuất mọi người là nếu mà thật sự thích bất động sản thì nên lựa chọn những doanh nghiệp đơn giản, mô hình đơn giản, cấu trúc sở hữu đơn giản để mọi người có thể phân tích và ra một cái quyết định nó tương đối chính xác. Và cũng cảm ơn câu trả lời của anh Huy. Và nói anh uống nước cho em uống miếng đau cổ quá. Em nước rồi, em đang lấy. Thôi được. Ủa, tiến xuống rồi hả? Được nói khúc đó đó. Và cũng cảm ơn câu trả lời của anh Huy. Và chương trình của chúng ta tới đây là kết thúc. Và Đông cũng cảm ơn quý anh chị khán giả đã cùng đồng hành cùng với Safari. Và cũng dành một lời cảm ơn rất nhiều đối với lại anh Huy đã đồng ý tham gia chương trình của chúng ta. Và nếu như quý vị khán giả thấy video ngày hôm nay hữu ích thì có thể là ủng hộ cho kênh một cái nút like ở ngay phía bên dưới cái video này anh chị ha. Và đừng quên là bấm subscribe kênh, bấm đăng ký kênh để có thể nhận được các thông báo với những lịch phát sóng mới nhất. Và chào tạm biệt quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị vào chương trình sau. Cảm ơn, xin chào mọi người.